Em thắp cho anh Kỳ Hương. Thì hôm trước Hải cũng có vô thăm hoàn cảnh của gia đình chị Nga. Thì chồng của chị mắc quý vị trong cái đợt mà lũ lụt vừa rồi đó quý vị ạ. Hoàn cảnh của chị Nga thì cũng giờ có ba đứa đứa con gái quý vị ạ. Nhưng mà chồng cũng vừa mắc vừa rồi thì Hải cũng đến để chia sẻ hoàn cảnh của chị. Thì có nghe hoàn cảnh của mẹ chị là bà Trần Thị Lệ đó quý vị. Thì hoàn cảnh của mẹ chị cũng rất là khó khăn quý vị. Nên Hải cũng đã đến thăm. Và hôm nay thì Hải cũng vừa mới đến thăm hoàn cảnh của bà. Thì cũng chia sẻ với quý vị rằng là bà cũng chuẩn bị sắp làm nhà. Ngày mai đúng không chị? Ngày mai là mở móng đúng không? Dạ, ngày mai là mở móng. Dạ. Thì cũng rất là mừng quý vị ạ. Tuy là dù số tiền bây giờ cũng chưa có đủ để làm nhà. Thì nói chung Hải có, trong đó thì Hải cũng chắc cũng chia sẻ thêm về để giúp đỡ cho hoàn cảnh của bà. Cháu có mà. Bạn bé là chị? Bé Út là. Dạ. Rồi chị nói bé đấy, bé gì đó, bé gì đó hồi nãy có gặp con rồi. Bé Mỹ ơi. Bé Mỹ, bé Mỹ. Bé Mỹ, Mỹ lên đây ơi. Chú nói chuyện với con chút. Về hoàn cảnh của chị Nga thì hôm trước Hải cũng có chia sẻ thì cái duyên thì cũng được ít thôi. Nhưng mà cũng mừng là mẹ của chị cũng được cô bác giúp đỡ xây nhà. Dạ. Cũng quý rồi. Rất là quý quá rồi. Cho được bà giò bà khổ cực không muốn trời rồi. Mà nhờ nói chung chú Hở là chú tới để làm từ thiện đi đây mà chú giúp được thì rất là quá mừng. Đó thì giống như là cái ước nguyện của chồng chị cũng muốn là làm cái nhà cho mẹ đó. Nhưng mà chồng chị mất nên là Không làm được. Hồi chồng chị còn sống thì ông chồng còn sống là ổng thì ổng cũng ước mơ là thôi mình luôn chị cho mẹ là cho mẹ mấy tấn xi măng luôn á, tha tâu nữa đó. Chứ cũng không có tiền để cho mấy triệu thôi để là coi như là luôn cái mái nhòa để lợi để cho mẹ ở thôi. Chứ không có tiền để luôn cái nhòa như mà chú Hở đỡ xin như đó. Cho nên là trừ là được như đây là mẫu nguyện của chồng rồi đó. Ông ân là ổng giúp đỡ cho mẹ rồi đó. Từ mất. Thì cũng nhờ trời cũng nhờ mẹ chú Hở đi ra quyên góp để giúp cho bà nhòa. Nếu là rất chi là cũng ơn. Cho dù số tiền đối với người khó thì nhỏ nhưng mà đối với gia đình thì rất là to lớn. Nếu là quá chi là mừng. Ủa hình như có ba đứa gái của chị, bé lớn ở nhà đúng không? Kêu nó lên đây luôn để có gì đó em chia sẻ luôn. Bé My hả? Đây. Lên đây con, lên đây rồi chú. Con học lớp mấy rồi hả? Con học lớp 7 hả? Ô mà chị ơi, em có nghe nói là mẹ bà gia của chị cũng mới mất luôn hả? Đó cũng mò mà bữa nữa đó là mất luôn đó. Ôi tội quá. Mất luôn. Cái còn bà gia thì còn đỡ, cái bà gia mất luôn cái rào xăng. Còn để lỡ ba mẹ con chơi luôn thì đi luôn thì con bé nhỏ quá. Thì buổi sáng rồi bỏ về nhà. Không có được như ý muốn khi trời như đi buôn bốn á thì thời gian nó thì cũng không có thời gian để đi được. Bón là phải đi sớm 4-5 giờ là phải đi rồi tới trưa mới về, mà trời mát con bé đi hạt, rồi buổi sáng phải đưa ăn đi hạt, rồi buổi chiều phải đưa ăn đi, rồi buổi trưa rồi mấy đứa về phải nấu cơm nước cho mấy hát. Cuối cùng là mình không có thời gian để đi được, trời không biết đồ dọn xếp rang công chuyện nhòa đây. Quý vị cũng biết rằng là ở miền Trung thì trong cái đợt vừa rồi quý vị bị lũ lụt thiên tai nó rất là nặng, thì chồng của chị cũng mắc trong cái đợt lũ lụt đó quý vị ạ. Thì gia đình của chị có ba đứa người con gái, thì năm nay thì mấy cháu cũng đang học, như mấy Mỹ là học lớp 12 phải không con? Dạ. Còn bé học lớp 7, còn con là đi học mẫu giáo à. Con học lớp mấy rồi? Núi rồi con. Hả? Giáo à. Em cứ chia sẻ thì đây em đọc cái danh sách ra, có những cô bác giúp cho mình đó ha. Thì vừa rồi thì có trong cái đợt lũ lụt thiên tai á thì Hải có gửi quỹ lũ lụt thiên tai, Hải gửi cho chị 3 triệu em đã trao cho chị rồi hôm đó ha. Dạ. Thì có anh Nguyễn Văn Hùng ở Bình Dương là gửi cho chị là 1,5 triệu này. Chú Trị ở Hoa Kỳ là 50 đô, là 1,155,000. Dạ. Và có anh Nguyễn Văn Hùng ở Bình Dương thì gửi thêm cho chị là 2 triệu nữa. Dạ. Đây anh Hùng ở Bình Dương thì vì cái hoàn cảnh của cô Duyên nhà bị cháy đó quý vị, thì anh Hùng có nghe Hải chia sẻ rằng là nhà của cô Duyên không có làm được, nên là anh gửi đây anh Hùng ở đâu rồi à đây anh Nguyễn Văn Hùng ha, anh gửi 2,2 triệu của hoàn cảnh của nhà cô Duyên bị cháy đó. Thì anh có gửi của hoàn cảnh của chị Nga có chồng mất ha,
đó thì đây là tổng là 4.655.000. Thì chị đếm giùm em ha, để ra cô bác anh chị gửi cho gia đình mình. Dạ chị đếm luôn giùm em, bởi vì là em gửi tiền em muốn đếm cho nó đúng số tiền đó hay không á. 4.660.000 đúng không? Dạ, dạ đúng rồi. Dạ, dạ. Dạ. Đây là gia đình cũng xin cảm ơn bên nhà, dạ, nhờ hỗ tâm và giúp đỡ. Dạ, dạ. Trước mắt là cảm ơn anh hả đã cực khổ mà đã đem lên đi đồ xin cho gia đình. Dạ. Gia đình rất là cảm ơn. Với dạ. Bà con cứ rồi là cảm ơn có mạnh thường quân. Dạ. Đỡ gia đình. Thì hôm trước thì em cũng mong muốn là chia sẻ thì cũng được nhiều sự quan tâm giúp đỡ, thì cái duyên mình tới đâu thì cũng mừng cho chị. Yeah. Nhưng mà cái mừng nhất là mẹ ruột của chị, quý vị, cũng được cô bác giúp đỡ là hơn 53.200.000 lúc nãy em có chia sẻ rồi. Thì cái danh sách này thì em cũng có chia sẻ trong cái video mà của nhà bà lúc nãy, quý vị ha. Và còn có bé Mỹ ha. Cái Mỹ con năm nay học lớp 12 đúng không? Dạ. Chú ở bên Úc á, có chia sẻ với chú rằng là nếu Mỹ á, mà con đậu vô trường đại học và hôm rồi con có mong muốn là con học trường đại học Y đúng không? Dạ. Thì con cố gắng học cho giỏi, nếu mà con đậu được trường đại học á thì có gì đó là con liên hệ với lại chú. Dạ. Chị ha. Thì để mà có gì đó em sẽ chia sẻ với chú để chú giúp cho cháu là ăn học về cái vấn đề đại học của con. Dạ. Thì chị cũng đỡ một cái phần đó. Dạ. Nhưng mà vấn đề là sau Mỹ con phải học cho thật giỏi. Dạ. Nhớ nghe chưa? Dạ. Rồi bé nữa, con cũng vậy ha. Mấy dạ. chị em con nếu mà học giỏi á, nói chung là phải học giỏi thôi. Học giỏi mới được giúp, chứ còn nếu mà mấy con học mà không có được thì cũng không ai giúp đâu. Dạ. Thì Mỹ thì năm nay học lớp 12 cũng có cái nguyện vọng là em học đại học Y, có thể là học đại học ở Y ở Huế hoặc là Hồ Chí Minh gì đó, thì cái đó là tùy con. Nhưng mà con phải học giỏi, phải có cái bảng điểm, rồi phải có thi đại học á. Còn năm nay học lớp 12 thì con chuẩn bị thi đúng không? Dạ. Nhưng mà kết quả từ đầu năm đến giờ thì sao? Dạ, cũng được. Cũng được hả? Dạ. Lớp 11 thì được học sinh giỏi đúng không? Dạ. Lớp 11 được học sinh giỏi thì cũng khá lắm đó. Dạ. Cố gắng học. Vừa rồi là hán vẫn thi xuất điểm là do là tự nhiên bo mắt. Có tới mẹ mất, là trúng y trong dịp thi là bà nội mất đúng không? Ba mất xong rồi đến nội mất, bà nội mất. Cho nên áp lực, cho nên thi cũng điểm không có như mong muốn. Thì nói chung là cái vừa rồi cũng nghe nói là ba mất, em cũng muốn nghỉ học á, nên là em cũng rất là buồn, nhưng mà sau này thì chắc cũng cố gắng thôi. Cố gắng, bởi vì giờ có mẹ rồi, cũng có những cô bác thì chú cũng chia sẻ với con là cái thông tin như vậy để mà con cố gắng con học. Ví dụ con có đậu đại học thì con cũng yên tâm, cũng có người để giúp cho con đi học. Cố gắng học giỏi, học thật giỏi luôn. Chứ cũng đừng có mình học mình học giỏi rồi mình lỡ dở chuyện này chuyện kia đó ha. Cái là nó tội cho có người mà giúp mình đó ha. Cố gắng học cho giỏi thì cố gắng học cho thật giỏi luôn. Cảm ơn cháu. Còn bé sao? Bé con tên gì? My. À My hả? Đây là Mỹ, còn đây là My. Thôi có ba công chúa với lại chị là cố gắng chứ sao giờ. Hỉ? Anh em nghĩ là anh chắc anh cũng phò hộ đó. Hỉ? Anh cũng nhìn đó, bởi vì hôm trước chị có nói là chị hồi mà em tới nhà của bà đó, chị có nói là anh cũng mong muốn là sửa được mua xi măng gì đó. Dạ. Làm cái nhà cho mẹ. Mẹ là bà do của anh đó. Thì chị cũng có chia sẻ đó, chắc anh cũng nghe được cái mong muốn đó của chị. Dạ. Dạ. Ổng linh lắm. Dạ dạ. Hình như ổng mừng lắm đó nè. Dạ. Chứ không phải giỡn đâu. Vì giờ nuốt hơi chồng đi lùm là có nuốt là trừ là chị cũng lo nhỏ mẹ trừ gần sập rồi. Yeah. Mà trừ mình không có thôi. Yeah. Mua cho mẹ tấn xi măng luôn có máng. Yeah. Rồi có máng bạc quanh cái rầu mới dở cái nhòa có chớ đó. Giờ rồi ái lại lật bà đỡ cho mẹ cho không thôi lẫn đủ. Yeah, yeah. Thành thử ra là cũng nguyện dạng rồi. Nên thờ vô mua má gà cho bò mắt đó. Yeah. Có má gà mới là bò mắt rầu. Yeah. Cũng kêu nuốt cái rầu có kêu để rón luôn mấy bữa rồi cái là có cái gì cái rầu mới thêm vô luôn. Yeah, yeah. Cho mẹ cuối cùng là mất. Dạ.
bắt trước. Mà nàng cũng đưa đãi là nàng chu hở đồ lan dữ đó. Thiệt á, chắc là, không là, nghĩ là ảnh cũng xui khiến thì xui khiến em lên đây à. Đưa đãi xui khiến. Không có nói giờ có chị Tâm á, chị Tâm chỉ nói giới thiệu cái hoàn cảnh của chị ở đây cũng gặp cái khó khăn trong cái lụt lụt mà chồng mất đó. Mà ba đứa con của chị đứa nào cũng học giỏi đúng không? Bởi vì em thì em rất em còn đợi một chút nghe. Thì em thì những hoàn cảnh nào mà khó khăn nhưng mà em phải ưu tiên những đứa nào mà học giỏi đó ha. Nên những đứa con của chị thì cũng là một cái phần để động lực em thôi thúc em lên. Em nghe chị Tâm nói là mấy đứa này học giỏi. Đó. Vì học giỏi thì mới có tương lai, ví dụ như còn chia sẻ cho mấy cháu này rồi sau này có thể là mấy cháu có thể giúp lại cho xã hội nữa, đúng không? Chứ còn mà học không giỏi thì thật sự giúp thì nó cũng chỉ đó, thì nói chung cái gì nó cũng phải có cái thật sự giúp người, nhưng mà đương nhiên thì mình nhiều hoàn cảnh quá thì đương nhiên cũng phải chọn cái hoàn cảnh nào mà mấy cháu nào mà học giỏi thì em sẽ ưu tiên trước đó. Thì Mỹ nhớ nghe hỉ, phải nhớ học cho giỏi, con cũng vậy nghe My. Thế là học tiên tiến chứ hay quá, chịu quá. Học tiên tiến chứ không được học giỏi à? Chỉ có ở Mỹ là được học sinh giỏi à? Cấp 3 mà học giỏi là tốt đó. Điện thì cũng mừng là đang con mình, thứ nhất là mình đi đo mình hãnh diện lắm. Dạ, yeah. Đi hộp phụ huynh đó, mấy đứa mà học giỏi đi hộp phụ huynh mình thấy sướng lắm. À, đi thẳng, nhỏ thẳng. Chứ học mà nó học dở quá là đi ra là mẹ cũng buồn lắm. Đi cúi đầu đi chứ không giống nhìn lên mấy trang. Nghe không? Nghe ráng thấy học cho giỏi nhỉ. Ra với lại hộp mà khen con mình cái lỗ mũi vẻ nở bỏ ăn lúa được á chứ vẫn con học dở quá về. Rồi thôi hỉ, thôi thì cái chung cũng cái gì nó cũng qua thôi hỉ. Rồi có gì đó thì em cũng đồng hành chia sẻ. Rồi thôi em cũng vô thăm một chút rồi em cũng xin phép em đi về đó. Có gì mình cố gắng.